Chào tất cả các bạn, mình tên là Trần Nghĩa Khoa, mình sinh ngày 8/8/1994. Mình đang học ngành cơ khí ở trường Cao đẳng Viễn Đông. Mình ước muốn của mình là đi du học Úc, nhưng mà tại vì mình đã 3 năm rồi, từ năm tính từ lúc mình tốt nghiệp cho đến nay đã 3 năm rồi, mình mới bắt đầu nộp đơn xin đi du học. Thì lúc đầu mình cũng bỡ ngỡ, đi rất nhiều công ty tư vấn, mình không biết bắt đầu từ đâu. Thì sau khi tìm hiểu qua website và tìm hiểu từ bạn bè của mình đã chọn Tân Đại Dương để làm điểm đến để chụp cánh ước mơ của mình. Và may mắn là mình được gặp chị Huệ, chị tư vấn viên của mình. Chị đã rất nhiệt tình để làm hồ sơ cho mình từ khâu chuẩn bị cho đến cách dạy mình, cách phỏng vấn, cách trả lời phỏng vấn. Chị đã rất là kỹ càng đến từng chi tiết nhỏ, từng câu từ của mình trong khi phỏng vấn. Và nhờ với sự giúp đỡ tận tình của chị, hôm nay mình đã đậu visa đi du học Úc. Cái cảm giác của em thật sự bây giờ là em còn rất là run. Tại vì em còn đang học phỏng vấn với chị Huệ, thì bên lãnh sự họ gọi điện thoại cho em để phỏng vấn. Và thật là may mắn, tại vì buổi học cũng vừa kết thúc thì cũng vừa nhận được cuộc gọi phỏng vấn từ lãnh sự, nên em cũng có sẵn để những câu chuẩn bị sẵn những câu trả lời ở trong đầu của mình. Nhưng thật sự là rất là run. Qua bên Úc thì em sẽ học ở trường Taft New South Wales, và em sẽ học ngành mechanic, là ngành cơ khí. Em sẽ tiếp tục học ngành cơ khí. Và em có một lời khuyên với các bạn, nếu như các bạn muốn được thực hiện muốn đi du học như mình mà không biết tìm một công ty nào để chọn tư vấn, thì mình khuyên các bạn là đến công ty Tân Đại Dương. Bởi vì công ty Tân Đại Dương có rất nhiều tư vấn viên, đặc biệt là những chị tư vấn viên ở đây rất là nhiệt tình, sẽ chỉ dẫn tận tình cho mình về cách làm hồ sơ cũng như cách chuẩn bị và cách trả lời trình bày kế hoạch học tập của mình với lãnh sự. Trường của em sắp học ở Úc là trường Thép, đó là một trường cao đẳng dạy nghề nói chung của chính phủ Úc, có thể nói là lớn nhất nước Úc, với nằm rải rác trên tất cả các bang của nước Úc. Mà đặc biệt là bang New South Wales, là thành phố Sydney em sẽ sắp học tới đây, là với hơn 10 học viện và 130 campus, rất lớn, trường dạy nghề rất lớn. Thật sự là bây giờ mình cũng đang rất là run, vì mình vẫn còn đang học phỏng vấn. Buổi này là buổi thứ hai mình đang học chuyên ngoại, chỉ còn đang dặn dò mình chuẩn bị và phải học những câu từ phải cho nó lưu loát. Mình đã nhận được điện thoại từ lãnh sự quán, nên thật sự bây giờ mình rất run, mình không biết là nên nói với các bạn thế nào. Nhưng mà mình hy vọng qua những chia sẻ, qua những lời khuyên của mình, khi các bạn muốn tìm công ty tư vấn nào đó, thì mình khuyên các bạn là nên đến đây. Thì mình hy vọng là những lời nói chân tình đó của mình sẽ giúp ích cho các bạn. Xin cảm ơn tất cả các bạn.